Kính thưa cộng đoàn, hôm nay sự kiện của địa phận cho nên tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm nói lời cảm ơn vào cuối thánh lễ. Trước hết tôi xin cảm ơn sự hiện diện quý báu của cha tổng đại diện, cha giám đốc, phó giám đốc, cha tổng quản lý, quý cha trong giáo hạt Phú Xuyên, quý cha ban giám đốc và ban giảng huấn, giáo sư của đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Cảm ơn uh, quý Thầy, quý Sơ. Cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em. Ban đầu khi dự tính khởi công thì uh, cũng có ý kiến đề nghị là chỉ khởi công đơn sơ thôi, tức là một vài bài phát biểu xong rồi uh, đọc lời cầu nguyện giống như chúng ta làm trước lễ. Nhưng mà ý tôi lại muốn về đây dâng thánh lễ để cầu nguyện xin cho công trình này được uh, mọi điều tốt đẹp và cũng là dịp để gặp gỡ hội đồng bục vụ giáo sứ gặp gỡ quý ông bà để à, à, nói lên lời cảm ơn của chúng tôi. Cha Tổng Quản lý, khi tôi quyết định xây Đại trùng Viện ở đây thì Ngài lo lắm. Ngài bảo tôi là Đức Tổng làm, làm thế nào thì làm, chứ mới xây trung tâm bục vụ xong. Cho nên tình hình tiền bạc là không có nhiều. Mà không có bà biết là chúng tôi mới xây cái nhà to lắm. Tôi cũng thấy lo bởi vì là cha quản lý là người giữ tiền mà nói thế thì lo rồi. Mình làm sao được? Thì tôi cầu nguyện mà rất nhiều lần tôi cầu nguyện mà Chúa soi sáng cho tôi thưa quý ông bà và anh chị em. À, Chúa soi sáng cho tôi tuyệt vời. Nếu mà không có bà thấy hợp lý thì không có bà cho chàng pháo tay. Rất là tuyệt vời. Đang nghe thấy gì đâu mà vỗ tay. Phải từ từ chứ đã biết thế nào đâu vỗ tay à, nhưng mà đấy cũng là tuyệt vời chúa soi sáng cho tôi tôi nghĩ là người ta nói là một cây làm chẳng nên non ba cây chùm lại nên hòn núi cao con có bà thấy không mà ở đây không phải ba cây mà bốn cây cho nên tôi nghĩ thế này nha nhà bốn tầng hoàng nguyên tầng một bái xuyên tầng hai bái đô tầng ba cổ liêu tầng bốn ờ à. Tôi nghĩ thế từ hôm qua đến nay mà ngày lễ Giáng sinh tôi cầu nguyện rất là nhiều cũng lo lắng mà Chúa soi sáng như vậy thì xin thưa với mọi người là Chúa bảo tôi thế nào tôi nói thế thôi. Ấy lại còn lại cái mái nhà mái nhà nữa thì tôi giao cho Chủ tịch Quyết với lệ ca đoạn. Khi tôi nói như vậy là có cơ sở để nói bởi vì từ xưa đến nay Giáo sứ Hoàng Nguyên, Bái Đô và Bái Xuyên, bây giờ cổ liêu là sứ mới, rất là quảng đại đối với giáo hội. Caritas của Tổng giáo phận có chương trình phát cơm miễn phí từ gần một năm nay. Thế mà khi mà các sơ, sơ hiền với lệ cha Quang đề nghị với một số ông bà, anh chị em vẫn đi bán thịt ở Hà, ở Hà Nội, sẵn sàng không có bà cho mỗi một tuần là sen kẽ tuần thì hoàng nguyên tuần bái đô tuần thì sơn Miên cho thịt lợn mà cái bữa cơm phát cho người nghèo ở bệnh viện tân triều bệnh viện ca rất là tuyệt vời thứ hai nữa là tòa giám mục mà có cha quản lý đây cha thư cha quản lý đang thư ký đây mà khi cần mà khả mừng lễ cái gì cứ điện cho mấy anh ở bái đô mà điện cho cha xứ toàn miễn phí tuyệt vời đấy cho nên tôi về đây tôi cũng nói lời cảm ơn về lòng quảng đại. Như thế thì chắc chắn có cơ sở để nghĩ rằng mỗi giáo xứ một tầng là tuyệt vời. Tôi cũng muốn diễn tả như thế để cảm ơn ông Quyết Chủ tịch xã Tri Thủy là người có đạo con của Chúa từ trước tới nay rất là nhiệt tình đối với công việc chung. Năm nay hai ông bà kỷ niệm 25 năm À, thành hôn lễ cưới cho nên tôi nghĩ làm cái mái của nhà ấy kết hợp với Ca đoàn là một của lễ dâng lên chúa à, tuyệt vời ở đây có các cha xứ hết của ba giáo xứ rồi cha Phao Lô Mạnh là xứ Hoàng Nguyên xong rồi cha Du xe Thùy là sứ Bái Xuyên ngồi đây và cha du xe Khánh là sứ Bái đô ngồi đây cả ba cha là cứ nói lại với giáo dân những điều ấy không nói thêm nói bớt gì. Còn xứ cổ Liêu hiện nay chưa có cha xứ nhưng mà xứ vô cùng tuyệt vời. Tại làm sao là gọi là cổ liêu là bởi vì Đức Cha Rơ To Liêu đặt cái sinh ra cái giáo họ đấy và đặt tên là Cổ Liêu và giờ giáo xứ Cổ Liêu được sự ưu ái vô cùng của hai đấng bậc rất đáng kính trong hội đồng giáo mục Việt Nam là Đức Tổng Du Xe Ngô Quang Kiệt và Đức Cha Du Xe Đặng Đăng Đức Ngân. Nếu chưa có cha xứ thì tôi sẽ thưa với hai vị ấy để hai vị ấy nói hộ tôi kết quả chắc mạnh hơn nhiều. Vì thế cho nên là tự nhiên tôi thấy nhẹ người ngay nhé. Còn ở bên nội thất thì không có bà đừng lo, rồi nội thất thì có cho tổng quản lý rồi. Nội thất bên trong, bàn, ghế, tủ, kệ, rồi các thứ ấy là có cho tổng quản lý lo. Bốn giáo sứ chỉ giúp cho tôi được bốn tầng như thế là xong, rất là ngon lành. tôi muốn nói điều ấy để trân trọng tấm lòng quảng đại của quý cha, của quý ông bà và anh chị em. Làm việc nhà chúa, làm việc giáo hội, nếu mà cứ lo sợ từ ban đầu không chưa có tiền không dám làm không bao giờ xây được nhà thờ. Ví dụ như nhà thờ Hoàng Miên hồi trái thuyết xây này. Ban đầu đâu có bao nhiêu đâu mà phải giải tỏa rất là nhiều hộ dân ở cuối nhà thờ. Mà bây giờ chúng ta có ngôi nhà thờ khang trang tuyệt vời. Vì thế cho nên là chúng ta vừa cầu xin Chúa và tôi tin vào lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Có nhiều giáo họ thuộc ba giáo xứ này bây giờ đấy là ngày xưa À, đến đây quy tụ lại với nhau để làm ruộng cho chủng viện gọi là trại gọi là ấp mà bây giờ là trở thành giáo họ và giáo xứ để chúng ta thấy là đây là mối gắn bó giữa chủng viện tiểu chủng viện của chúng ta đối với uh, lịch sử uh, của uh, phát triển của khu vực chúng ta một lần nữa tôi xin uh, À, cảm ơn quý cha, cảm ơn quý thầy, quý sơ, cảm ơn quý vị ân nhân và cảm ơn hội đồng mục vụ giáo xứ, cảm ơn ban kèn, ban trống, cảm ơn ca đoàn, toàn uh, hát những bài hát rất là tuyệt vời. tôi xin uh, chúa hài đồng chúc lành cho chúng ta được sức khỏe bình an và niềm vui và kính chúc năm mới 2023 hạnh phúc, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn.